bằng cách sử dụng một phương tiện xác thực thay thế. Giờ đây bạn có thể truy cập không cần mật khẩu trên tài khoản Microsoft của mình. Những người trong số bạn sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows Office, Outlook hoặc các ứng dụng và dịch vụ khác của Microsoft giờ đây có thể hủy bỏ hoàn toàn mật khẩu của bạn như một bước nữa để hướng tới một tương lai không có mật khẩu. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản hôm thứ Tư, Microsoft đã thông báo rằng tùy chọn đăng nhập không cần mật khẩu được triển khai cho người dùng doanh nghiệp vào tháng 3 hiện đã khả dụng cho người dùng cá nhân có tài khoản Microsoft. Mật khẩu từ lâu đã trở thành một tệ nạn cần thiết trong thế giới bảo mật. Sử dụng mật khẩu yếu hoặc mật khẩu quen thuộc cho mỗi tài khoản và bạn sẽ dễ bị tấn công và đánh cắp dữ liệu. Cố gắng tạo mật khẩu mạnh và độc đáo và bạn sẽ khó nhớ chúng nếu không có sự hỗ trợ của trình quản lý mật khẩu hoặc công cụ khác. Việc dựa vào mật khẩu như một hình thức bảo mật dẫn đến một số vấn đề. Theo Vasu Jakkan, phó chủ tịch công ty Microsoft về bảo mật tuân thủ và danh tính, đồng thời là tác giả của bài đăng trên blog, gần 1/3 số người được Microsoft nghiên cứu tiết lộ rằng họ đã ngừng sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ thay vì xử lý mật khẩu bị mất hoặc quên. Do đó, có quá nhiều người sử dụng các từ hoặc cụm từ phổ biến cho mật khẩu của họ, chẳng hạn như tên vật nuôi, tên gia đình và các ngày quan trọng như sinh nhật. Cứ 10 người thì có 1/10 người cho biết họ sử dụng lại mật khẩu trên nhiều trang web, trong khi 40% thừa nhận sử dụng công thức như Fall 2021. Sau đó trở thành Winter 2021 và Spring 2022 mỗi khi họ cần thay đổi mật khẩu. Jakkan cho biết, mật khẩu yếu là điểm khởi đầu cho phần lớn các cuộc tấn công trên các tài khoản doanh nghiệp và tài khoản người tiêu dùng. Có 579 cuộc tấn công mật khẩu khổng lồ mỗi giây, tức là 18 tỷ mỗi năm. Ngành công nghệ đang cố gắng đưa ra các tùy chọn an toàn và tiện lợi hơn để xác thực thông tin đăng nhập tài khoản của bạn. Nhưng con đường dẫn đến một tương lai không có mật khẩu rất chậm chạp và thiếu nhất quán. Động thái mới nhất của Microsoft là một bước đi đúng hướng. Công ty từ lâu đã cung cấp xác thực hai yếu tố như một cách để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhưng cho đến nay, bạn vẫn cần mật khẩu được liên kết với tài khoản của mình. Để tận dụng tùy chọn không cần mật khẩu mới cho tài khoản Microsoft của bạn, trước tiên bạn phải thiết lập một hình thức xác thực thay thế nếu bạn chưa làm như vậy. Bạn có thể chọn từ ứng dụng xác thực như Microsoft Authenticator, tùy chọn Windows Hello như nhận dạng vân tay hoặc khuôn mặt, khóa bảo mật hoặc mã xác minh được gửi đến điện thoại của bạn. Đặt cược tốt nhất của bạn là sử dụng ứng dụng xác thực vì nó cung cấp cả bảo mật và tiện lợi miễn là điện thoại của bạn hoặc một thiết bị được hỗ trợ khác, chẳng hạn như Apple Watch ở gần đó. Tiếp theo, đăng nhập vào trang web cho tài khoản Microsoft của bạn. Tại trang tài khoản của bạn, nhấp vào tiêu đề ở trên cùng cho bảo mật và chọn tùy chọn bảo mật nâng cao. Trong phần bảo mật bổ sung, hãy bật tùy chọn cho tài khoản không có mật khẩu. Bấm tiếp, bạn sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng xác thực của Microsoft yêu cầu bạn chấp thuận việc xóa mật khẩu. Nhấn vào phê duyệt, nếu bạn cần hoặc muốn mật khẩu của mình hoạt động trở lại, chỉ cần quay lại trang đó và tắt tùy chọn cho tài khoản không có mật khẩu. Tyler Siu, CMO tại công ty quản lý tài sản mạng Jupiterone cho biết cộng đồng các nhà cung cấp an ninh mạng phải hướng tới việc tạo ra các trải nghiệm an ninh mạng dễ sử dụng, mang lại mức độ bảo mật chấp nhận được cho các công nghệ mà người tiêu dùng yêu cầu. Một ví dụ điển hình về điều này là việc chuyển sang đăng nhập một lần và xác thực không cần mật khẩu. Người dùng đã không duy trì mật khẩu thích hợp trong nhiều thập kỷ. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, vì vậy, sự đổi mới phải xây dựng một giải pháp thay thế dễ sử dụng cung cấp bảo mật phù hợp với nhiều trải nghiệm người dùng tốt hơn. Chia sẻ hữu ích nhé!